Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chơi phết sợ gì thì chiều là nó cứ hóc mà người nó khỏe đi mình phát được kìa. Chị, hôm nay chị đi mình à? Anh đâu? Anh đang bận quay. Thế hả? Hai vợ chồng chuẩn bị cho cái tiệc cưới này như thế nào? Thật sự là hai vợ chồng cũng rất không, là gấp luôn không có nhiều thời gian để chuẩn bị đâu, bởi vì là mình nghĩ đây là một cái tiệc có nghĩa là kỷ niệm của gia đình mình thôi. Bởi vì là mọi người là hai vợ chồng muốn là cái có một cái tiệc kỷ niệm 5 năm, nhưng mà 5 năm thì chúng ta đang dính vào cái đại dịch đó, cho nên là cơ hội cũng không thể nào làm được. Và sẵn năm nay là mọi thứ cũng đã bắt đầu trở lại bình thường rồi, chính vậy thì cơ và Phượng quyết định là năm nay là làm cái tiệc 7 năm thì nhớ lại những cái giây phút mà vợ chồng những ngày đầu gặp nhau, và bây giờ là chúng ta đã có hai cục cưng rồi. Thật ra bữa tiệc ngày hôm nay thì Phượng muốn là nó phải thật thân thiện, dung dị và gần gũi nhất. Số lượng khách mời cũng hạn chế, bởi vì thật ra mối quan hệ của Phượng với anh Cơ trong nghề cũng rất là nhiều, nhưng mà Phượng muốn là ngày hôm nay là những người thật sự hiểu Phượng, đã đồng hành với Phượng và anh Cơ trong suốt 7 năm và có một cái sự gắn bó trên mức là bạn bè thông thường luôn.
Và cái bữa tiệc ngày hôm nay là hoàn toàn không có wedding planner, toàn là bạn bè thân thiết cùng nhau chung tay để mà tổ chức cho cả hai vợ chồng. Mặc dù là có thể nó vẫn còn có một chút mà không được chỉnh chu, nhưng mà Phượng lại yêu cái sự chỉnh chu đó, và Phượng mong là mọi người sẽ thông cảm cho cái bữa tiệc ngày hôm nay nếu mà có điều gì không hài lòng, bởi vì toàn là gia đình làm để giúp đỡ và chúc phúc cho nhau thôi. Hai vợ chồng có món quà gì đặc biệt dành cho nhau ngày hôm nay không? Có một trái tim ở đây thôi. Trời ơi, nói chung á là Cơ và Phượng á thì thật sự là quà đối với hai vợ chồng không quan trọng, cái quan trọng là làm sao mình có thể hiểu nhau, có thể nắm tay nhau đi đến những quãng còn quãng đường còn lại của mình. Đó là những cái mà Cơ và Phượng quý giá. Bởi vì á là đã chung sống với nhau một thời gian như vậy rồi, đã hiểu nhau như vậy rồi, thì đối với Cơ và Phượng thì quà nó không còn là cái vấn đề quan trọng nữa, nó chỉ là một hữu hình thôi. Nhưng mà cái mà mình cảm nhận được đó là cái sự vô hình, không gì mà có thể thay đổi và không gì có thể đánh đổi được. Cho nên Phượng nghĩ là cái món quà lớn nhất đối với cả hai đó là sự, đó là tình cảm, sự trân trọng và sự thấu hiểu nhau. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng và chúc hai vợ chồng luôn hạnh phúc. Dạ, yeah, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn. Cái này các bạn này trở về gia đình của bạn đi. Bên kia kìa. Mọi người, rồi khi nào em chưa dơ là dơ nha.